Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Blue Moon Tarot. Video lần này thì mình sẽ không làm trải bài mà như mình đã có hứa với một vài Bloomies, đó là hôm nay mình sẽ review hoặc là giới thiệu về bộ bài Botanical Inspirations. Là bộ này mình hay gọi là bộ bài hoa. Thì thật sự thì đây là một bộ bài mình thấy khá là thú vị và bất kỳ ai cũng có thể sử dụng bộ bài này. Không, các bạn không nhất thiết phải là một tarot reader, các bạn không nhất thiết phải mua bộ bài này về để mà đọc vào một cái trải bài nào đó, mà nó đơn giản, nó thật sự là botanical inspiration, tức là nó là truyền cảm hứng từ các loài hoa. Thì mỗi lá bài sẽ là một cái nguồn cảm hứng khác nhau, và theo mình thấy á, thì bộ bài này rất là thích hợp để mà các bạn có thể gọi là mỗi ngày rút cho mình một lá bài để có cái nguồn cảm hứng cho ngày hôm đó. Ok, thì như vậy là cái giới thiệu sơ bộ ha. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu cho các bạn xem cụ thể hơn về bộ bài này. Đầu tiên thì khi các bạn mua bộ bài thì nó sẽ đi một cái hộp như thế này. Mình cực kỳ thích cái hộp này, từ hoa văn, màu sắc cho đến thiết kế cách mở hộp. Thì đây là bộ bài của tác giả Lynn Arujo. Mình hy vọng là mình đọc đúng tên của tác giả, và nhà xuất bản là US Game. Thì đây là một nhà xuất bản rất rất là quen thuộc. Bộ bài này gồm có 44 lá bài, và nó sẽ đi kèm với một quyển sách hướng dẫn nhỏ, cũng như là một tờ fold out, một tờ giấy xếp á, một tờ hướng dẫn dạng giấy xếp. Trong đó nó sẽ nêu ra những cái ý nghĩa ngắn gọn của các loài hoa mà được kể trong trong cái bộ bài này. Và ý nghĩa đó thì được lấy từ quyển Secret Language of Flowers, ngôn ngữ của các loài hoa. Ok. Nó có đi kèm với một cái túi lưới nữa, cái túi để cho các bạn bỏ bài và rồi các bạn rút bài ra, nhưng mà chắc là mình bỏ mất cái túi rồi. Thì đây là cái dạng hộp mình cực kỳ thích nha, hộp mở ra như thế này. Đây. Và các bộ bài thì nằm ở bộ bài ở đây. Ok, để mình lấy hết nha. Thì trong bộ bài, trong hộp bài sẽ bao gồm một cái túi lưới, mình đã không còn giữ túi lưới đó nữa. 44 lá bài hoa, một quyển sách hướng dẫn, một tờ fold out, tức là cái tờ giấy thế này, tờ hướng dẫn dạng gấp như vậy. Thì nó sẽ liệt kê 44 loài hoa và đi kèm là những cái ý nghĩa của loài hoa đó. Thì bạn nào mà gọi là không muốn đọc sách hướng dẫn hoặc là lười đọc sách hướng dẫn thì các bạn có thể đọc cái này, hoặc là đơn giản là đọc những gì có trên lá bài. Một lá giới thiệu về họa sĩ, tức là về người đã vẽ nên những cái lá bài hoa này. Thì những năm 1970 thì ông này trở nên nổi tiếng về gọi là họa sĩ chuyên vẽ về hoa. Mình rất là thích cái style vẽ trong cái bộ này. Ok, thì đó là những cái giấy tờ tài liệu đi kèm với sách, đi kèm với bộ bài nha. Mình cất cái này vào đây đi. Cái này các bạn sẽ, khi nào các bạn mua bài thì các bạn sẽ đọc thêm về người vẽ, họa sĩ. Ok. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ qua 44 lá bài trước nha. Cái này cứ việc để ở đây. Ok. Đây là mặt trước của lá bài Botanical. Và đây là phong cách vẽ. Các bạn chắc là cũng đã khá là quen thuộc với những lá bài, tại vì mình hay sử dụng bộ bài này cho các bạn chọn tụ bài, tại vì mình nghĩ là các bạn sẽ dễ hơn khi mà các bạn nhìn vào loài hoa, nó sẽ có hình dáng, nó sẽ có màu sắc, nó sẽ có ý nghĩa, nó sẽ có nhiều thứ để cho các bạn chọn. Và giấy của loại bài của bộ bài này là giấy cực kỳ tốt. Nói chung là mình đánh giá đây là một trong những bộ bài mà mình đánh giá là có chất lượng tốt, từ giấy cho đến đầu tư về hộp, đầu tư về thiết kế, cho nên là mình rất là thích bộ này. Giấy thì nó làm cái nền là hơi vàng, theo cái phong cách là retro, phong cách cũ một xíu. Và nét vẽ tất nhiên là của một họa sĩ nổi tiếng vào những năm 1790, thì cho nên là nét vẽ là cực kỳ vintage, cực kỳ retro, mang hơi hướng của Victoria. Thật sự chính xác là theo phong cách của Victoria. Và ông họa sĩ này á, thì nổi tiếng nhất là vẽ hoa hồng, đây là một trong những cái signature của họa sĩ này, cho nên là đó là lý do mà trong bộ bài này sẽ có cả 4 bức tranh hoa hồng. Cho nên là mỗi loài hoa trong đây thì thường chỉ có một lá bài thôi, nhưng mà riêng hoa hồng thì trong bộ bài này sẽ có đến 4 loại hoa hồng, 4 bức tranh.
thì khi nào đến thì mình sẽ cho các bạn xem. Một lá bài thì nó sẽ bao gồm tên, gọi là tên phổ biến của loại hoa này trong tiếng Anh nha. Và bên dưới thì nó sẽ là hoặc là tên theo tiếng Latin hoặc là một cái tên khác cho loại hoa này. Không phải lá bài, tức là không phải loại hoa nào cũng có đi kèm tên tiếng Latin, nhưng mà nó sẽ là đi kèm là một cái tên common name, một cái tên phổ thông và một cái tên bên cạnh đó cái tên khác cho loại hoa. Và dưới này sẽ là cái ý nghĩa ngắn gọn của loài hoa, và bên dưới nữa là một câu danh danh ngôn có liên quan đến ý nghĩa, liên quan đến những cái phẩm chất hay là những cái gì đó mà cái loài hoa này tượng trưng cho. Thì đây, câu danh ngôn phía dưới thì có thể là của ẩn danh hoặc là của một danh nhân nào đó nhiều, và đa số đều là những câu rất là phù hợp với loại hoa. Apple blossom, lily. Có một số loài hoa thì các bạn có thể tra được tên tiếng Việt, có một số loài hoa thì mình không tra. Ví dụ như cái này là hoa thủy tiên thì dễ biết rồi nè ha. Thủy tiên rất là quen thuộc rồi. Ý nghĩa của nó là tái sinh và một cái sự khởi đầu mới. Và cái câu danh ngôn bên dưới là của Lão Tử là sự khởi đầu mới nào á cũng thường được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc của một sự kết thúc rất là đau đớn. Cho nên là chúng ta không cần phải sợ những cái đoạn kết rất là đau đớn, tại vì cái đoạn kết đau đớn đó thường là khởi đầu cho cái gì đó tốt đẹp. Magnolia, loại hoa yêu thích của mình, hoa mộc lan. À đây, Red Rose, thì đây có đủ 4 cái bức tranh hoa hồng của họa sĩ này. Rất là đẹp đúng không? Hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng, hoa hồng màu hồng phấn và hoa hồng màu trắng, 4 loại hoa hồng. Và tất nhiên là mỗi cái màu hoa, mỗi loại hoa hồng sẽ là một cái ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như là hoa hồng đỏ thì ý nghĩa của nó là hidden secret, những cái bí mật được che giấu. Và cái câu bên dưới cũng rất là liên quan luôn. Có 3 thứ trên đời này không thể nào bị che giấu quá lâu, là mặt trời, mặt trăng và sự thật. Còn hoa hồng vàng là về tình bạn, về sự nhiệt tình. Một đóa hoa hồng có thể là cả khu vườn của tôi, và một người bạn có thể là cả thế giới của tôi. Hoa hồng phấn là về sự duyên dáng, sự ngọt ngào. Theo đuổi sự hoàn hảo chính là theo đuổi sự ngọt ngào và ánh sáng, hoặc là tình yêu và ánh sáng. Hoa hồng màu trắng thì là sự khởi đầu mới, cũng như là sự thông thái, sự khôn ngoan. Hiểu chính mình chính là sự khởi đầu cho mọi điều khôn ngoan. Aristotle, triết gia. Đó thì đó là về cái kết cấu của một lá bài trong bộ này. Ok, mình cho các bạn xem hết từng lá. Có bạn nói là các bạn thấy bộ bài này rất là khó sử dụng vì các bạn không biết phải liên kết nó như thế nào vào một trải bài tarot chẳng hạn. Thì thực ra là bản thân mình thì không cảm thấy bộ này khó liên kết, nhưng mà mình có suy nghĩ về lý do mà các bạn cảm thấy khó. Đó là có thể thứ nhất là các bạn rút quá nhiều lá bài, tại vì đối với những lá bài dạng như thế này á thì thường là mình chỉ rút một lá hoặc là tối đa là 3 lá bài, mình không bao giờ rút quá nhiều lá bài cho một cái trải bài của mình. Dạng lá bài dạng này, dạng oracle dạng này. Và thứ hai là các bạn phải biết cách liên kết được cái ý nghĩa của loại hoa vào câu chuyện. Thì mình nghĩ đây chính xác là cái chỗ mà khiến cho các bạn cảm thấy khó liên kết, vì các bạn không biết là cái câu chuyện này với cái thông điệp từ cái loại hoa này nó gắn kết với nhau như thế nào. Thì thật sự thì cái này chỉ có trực giác và kinh nghiệm, thật sự mình không biết chia sẻ như thế nào về cái này hết á. Như bình thường các bạn thấy mình cho các bạn chọn lá bài này thì mình thường sẽ đọc cho các bạn nghe ý nghĩa của cái loài hoa này trước, rồi sau đó thì mình sẽ nói là để một chút nữa mình sẽ liên kết xem là cái ý nghĩa này nó sẽ thích hợp với cái tụ bài này như thế nào. Thì lần nào mình cũng thấy nó match với nhau hết, cho nên là bản thân mình thì không thấy khó khăn gì hết. Thì các bạn có thể là sử dụng nhiều hơn, và các bạn phải, cái điều quan trọng đó là các bạn phải hiểu được, thật sự hiểu được cái ý nghĩa của loại hoa này. Ví dụ như là forget me not, đừng quên tôi, loại hoa này ý nghĩa nó là gì, là eternal memory, những cái ký ức vĩnh hằng. Ký ức vĩnh hằng thì các bạn phải hiểu được ký ức vĩnh hằng đó nó là cái gì, và cái câu trích dẫn dưới này nó cũng sẽ gợi mở. Hãy nhớ là những cái ý nghĩa trong đây, cái trích dẫn trong đây và cái những cái thông điệp mà được ghi rõ hơn trong cái quyển sách hướng dẫn này á, nó đều mang cái sự gợi ý, và các bạn không cần phải trói buộc bản thân mình vào cái ý nghĩa này. Các bạn có thể mở rộng nó ra theo cách của các bạn khi mà các bạn đọc trải bài. Câu này cũng rất là hay, mình đọc cho các bạn nghe nha.
những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống chính là những người mà bạn bạn đã yêu thương, những nơi mà bạn đã đến, đã thấy, và những ký ức mà bạn đã tạo ra trên cái hành trình đó. Tức là những ký ức mà bạn đã tạo ra cùng với những người mà bạn yêu thương, cũng như là trong quá trình bạn đi đến những cái điểm đến trong cuộc sống của mình, cho nên nó là những cái ký ức vĩnh hằng. Wow. Và rất là thích thông điệp của những lá bài này. Venice Mellow và Rim Rose. Thì đó là mình đi lướt qua cho các bạn xem 44 lá bài ha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem trong sách hướng dẫn nó có cái gì. Thì trong quá trình đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm cách mình đọc cái bộ bài này. Ok, đây là sách hướng dẫn ha. Ban đầu thì vẫn là phần giới thiệu. Giới thiệu thì tác giả chỉ nói ngắn gọn là ở lấy cảm hứng từ ngôn ngữ của các loài hoa. Và đây là trong một lá bài thì sẽ có là những cái này bạn sẽ thấy được trên trên cái lá bài nè, tên nè, tên tên phổ thông nè, và một cái tên khác của nó, cái ý nghĩa tượng trưng của nó là gì, cái câu danh ngôn đi kèm. Và ở đây thì nó sẽ giải thích thêm về nguồn gốc của loại hoa này. Đây là cái mình cực kỳ thích, tại vì đây là cái mà mình rất, tức là mình rất thích mua những bộ bài mà trong cái quyển sách hướng dẫn nó sẽ nói thêm về những gì chứa đựng trong cái lá bài đó. Thì đây là cái mình thích. Và một cái thông điệp gợi cảm hứng cho các bạn. Ví dụ như bây giờ ở đây mình có lá Magnolia đi ha, thì mình sẽ xem là cái hoa Magnolia này, hoa Mộc Lan thì nó nằm ở đâu. M. Ok đây. Cái này thì đã nằm trong lá bài rồi. Thì hoa Mộc Lan tượng trưng cho những gì cao quý, cũng như tượng trưng cho lòng tự trọng, lòng lòng tự tôn của mỗi người. Và cái câu trích dẫn, câu danh ngôn ở đây là của Ernest Hemingway. Không có cái gì gọi là cao quý khi mà mình tỏ ra thượng đẳng so với những người cấp dưới của mình. Sự sự cao quý đích thực nằm trong việc là bạn being superior to your former self, tức là bạn bạn cao hơn cái bản thể cũ của mình. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái việc mà bạn cảm thấy mình ở ở cái vị thế cao hơn người khác, điều đó không có nghĩa, nó không có ý nghĩa gì về cho cái sự cao quý, cái sự tôn quý của bạn hết. Mà bạn sẽ trở nên cao quý, bạn sẽ trở nên tôn quý khi mà bạn cao hơn, bạn ở cái vị thế cao hơn chính mình của ngày hôm qua, bạn cao hơn bạn trong quá khứ. Nghĩa là đừng so sánh bản thân mình với người khác, đừng cố gắng khẳng định cái vị thế của mình với người khác, đừng cố gắng tỏ ra trịch thượng, đừng cố gắng tỏ ra mình là thượng đẳng với người khác, mà hãy tỏ ra mình thượng đẳng với chính bản thân mình của ngày hôm qua. Là cái ý nghĩa của cái câu này, và cũng đi kèm với ý nghĩa của hoa Mộc Lan về sự cao quý. Tóm tắt cái đoạn này thì theo thì cây mộc hoa Mộc Lan là loại cây mà gọi là first flower land to earth, là loại loại cây có hoa đầu tiên mà tiến hóa trên trái đất này. Và từ từ thời Trung Hoa cổ đại nè, cho đến vùng đất South America, Nam Mỹ, đúng không? Thì hoa Mộc Lan luôn là tượng trưng cho lòng tự hào, lòng lòng kiêu hãnh, là biểu tượng cho sự ổn định cũng như là sự cao quý. Và theo cái phong tục của người Pagan, cái cộng đồng Pagan đó, thì loài hoa Mộc Lan màu trắng sẽ giúp gọi là đánh thức nữ thần mặt trăng. Wow. Và từ thời Victoria thì hoa Mộc Lan đại diện cho sự tôn quý. Tôn quý cũng vậy, tôn quý, sự tự tin, lòng tự trọng, sự cao quý. Và cái phần inspirational message này, cái thông điệp này nó sẽ là cái sự giải thích mở rộng cho cái câu danh ngôn ở đây. Sự cao quý, sự tôn quý không phải là thứ mà bạn 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 sinh ra đã có, hoặc là một cái phẩm chất mà bạn mong muốn thì sẽ có được, mà nó là một cái quá trình phát triển, một cái quá trình tiến hóa, mà đòi hỏi bạn phải cam kết với nó trọn đời. Nếu như là một thứ mà các bạn phải nỗ lực trọn đời để mà nâng cao bản thân thì mới có được cái phẩm chất này. Để phát triển lòng tự trọng thì bạn cần phải estimable act, tức là phải cam kết với những cái hành động mà estimable, mình không biết dịch ra cái gì, chung là những cái hành động mà khiến cho người ta tôn trọng bạn. Và để xây dựng những cái phẩm chất tốt đẹp thì bạn cần phải act with the priority approval, thì bạn phải hành động với tức là bạn phải đặt ra những cái mục tiêu cao cả.
cho hành động của mình, hành động với những cái mục đích tốt đẹp nhất. Nó thì nó sẽ lý giải, nói chung là nó về cái sự kiêu hãnh, lòng tự tôn, lòng tự trọng, không, sự cao quý, những cái phẩm chất tốt đẹp. Và đó là những cái phẩm chất mà không phải chúng ta cứ muốn là được, hay là không phải chúng ta sinh ra đã có, mà chúng ta sẽ phải trải qua một cả một đời để mà rèn luyện, để mà hướng về cái phẩm chất này. Thì đó là những cái lý giải, những cái gợi ý về ý nghĩa của là Hoa Mộc Lan, ý nghĩa của cái lá bài này. Thì và khi mà các bạn trả bài á, khi mà mình trả bài á, thì mình sẽ liên kết cái ý nghĩa này vào trong một cái trả bài hiện tại. Và bản thân trong cái quyển sách này á, nó cũng có tác giả cũng có gợi ý trải bài ba lá. Thì đây là một cái trải bài rất là thường thấy, cho bất kỳ bộ tarot hay oracle nào. Thì ba lá này nó có thể là mang ý nghĩa của lá thứ nhất sẽ đại diện cho cái tình tình huống hiện tại, lá thứ hai là cái phương hướng hành động để mà giải quyết cái vấn đề mà bạn đang gặp phải, và lá thứ ba là một cái kết quả mà bạn có thể thấy được khi mà bạn hành động theo cái phương hướng đó, hoặc là ba lá đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì đây là cái trải bài mà tác giả gợi ý. Nhưng mà bản thân mình thì ít khi nào trải bài theo hướng này, mình đơn giản là chỉ rút một lá, hoặc là đơn giản là ví dụ như là mình sẽ trải hai lá đi, ví dụ như là cái việc mà mình cần làm và cái kết quả của cái việc đó là gì để mà giải quyết vấn đề, mình trải hai lá như vậy thôi. Ví dụ nha, ví dụ mình sẽ làm một trải bài với hai lá đi. Trải về gì vậy ta? Trải về Blue Moon Tarot đi ha. Mình sẽ hỏi là mình có thể làm gì để mà phát triển kênh Blue Moon Tarot hơn nữa. Ok. Như vậy thì làm hai lá theo kiểu của mình, thì lá thứ nhất sẽ là những việc mà mình có thể làm được. Lá thứ hai sẽ là những việc mà mình có thể là cần phải rèn luyện thì mới, tức là cái lá đầu tiên sẽ là những việc mà với cái năng lực hiện tại mình có thể làm được, và cái lá thứ hai sẽ là những cái mà mình cần phải nỗ lực nhiều hơn để mà phát triển lên thì mới có thể đáp ứng được những cái yêu cầu mà cái lá bài đã đưa ra, thì như vậy mới phát triển được kênh Blue Moon Tarot. Ok, thì mình để xem nha. Đầu tiên, Bellflower, Gratitude. Ok, cứ rút hai lá xong rồi là mình sẽ đọc trả bài này. Và lá thứ hai, băng C đúng không? Đọc là băng C. Sweet talks. Pray you love. Pray you love, remember. And there, băng C. That's for talks. Ok, như vậy thì quay về câu hỏi của mình, đó là mình có thể làm gì để phát triển game Blue Moon Tarot hơn nữa. Thì những cái mà trong khả năng, trong năng lực hiện tại mình làm có thể làm được gì là lòng biết ơn, tức là biết ơn vì những gì đã xảy ra, biết ơn vì mình đã tạo dựng được kênh này, biết ơn vì các bạn đã luôn ủng hộ, hỗ trợ, dõi theo kênh Blue Moon này của mình, biết ơn vì những tất cả những cái thành quả mà mình đã đạt được và các bạn đã giúp mình đạt được từ trước đến giờ. Thì đây là cái điều mà thật sự là mình luôn tâm niệm, hay mình luôn rất là biết ơn các bạn khi mà luôn ủng hộ mình trên cái hành trình này, biết ơn những thiên thần hướng dẫn của mình, và tất nhiên là cũng biết ơn chính bản thân mình vì đã đủ siêng sáng, đủ đủ nỗ lực để mà đi đến thời điểm hiện tại. Và một cái ý nghĩa nữa mình thấy được từ cái lá gratitude này, đó là với cái lòng biết ơn này á, thì mình sẽ cố gắng để mà làm thêm nhiều trải bài với cái mong muốn là sẽ giúp ích được cho các bạn. Và mình sẽ đây cũng là một trong những lý do mà dù mình nhận được khá là nhiều lời mời hợp tác, nhưng mà mình không muốn đưa quá nhiều quảng cáo vào những cái trải bài này. Và mình ngay cả khi các bạn xem trải bài của mình á, thì cũng sẽ có những lúc mình không để quảng cáo của YouTube nữa. Thì đó là một cách để mình thể hiện lòng biết ơn của mình đối với các bạn, những người đã dõi theo Blue Moon Tarot. Mình sẽ cố gắng phát triển cái hướng này, phát triển theo cái hướng này. Và cái câu danh ngôn ở đây nha: lòng biết ơn makes sense of our past, bring peace for today. Lòng biết ơn khiến chúng ta hiểu những gì đã diễn ra trong, lòng biết ơn giúp chúng ta hiểu được quá khứ của mình, hiểu được những chuyện đã diễn ra, đã xảy ra trong quá khứ đó, tại sao mọi chuyện lại như vậy. Và lòng biết ơn giúp chúng ta có được sự bình yên trong hiện tại, cũng như là tạo ra một cái tầm nhìn cho tương lai. Thì mình hy vọng là mọi thứ sẽ tốt đẹp khi mà mình giữ vững. Và với cái lá này thì mình tự tin là mình đang đi đúng hướng với kênh Blue Moon Tarot của mình, và mình sẽ tiếp tục như vậy. Ok, đó là cái lá thứ nhất ha, về cái giải pháp thứ nhất. Về cái lá bài thứ hai này là về những cái mà có thể là hiện tại mình chưa đủ khả năng để làm được, và trong tương lai mình cần phải nỗ lực thực hiện được để mà đưa kênh Blue Moon của mình phát triển hơn nữa, thì nó là Sweet Talks. Ok, mình sẽ đọc hướng dẫn.
đây là lúc mình sẽ đọc hướng dẫn, tại vì mình chưa có liên kết được. Thật ra bản thân mình cũng chưa hiểu lắm về cái chữ sweet thoughts này, những cái suy nghĩ ngọt ngào, những cái suy nghĩ nhẹ nhàng hay là cái gì đó, thì để mình xem thêm gợi ý trong này nha. Pangsé. Ok, bỏ qua những cái này ha. Cái này dễ thương quá nè. Truyền thuyết kể rằng băng C vốn dĩ có màu trắng, nhưng mà sau đó thì đã được nhuộm màu tím bởi thần Cubic. Ok, cái thông điệp ở đây là You are what you think. Chúng ta là những gì mà chúng ta nghĩ mình là, và cuộc sống của chúng ta sẽ bắt đầu từ những suy nghĩ của chúng ta. Những cái suy nghĩ tiêu cực thì đôi khi sẽ, tức là đôi khi chúng ta cũng có những suy nghĩ tiêu cực, nhưng mà chúng ta không cần phải để cho những suy nghĩ tiêu cực đó bám rễ vào trong tâm trí mình, bám rễ vào trong cuộc sống của mình. Và hãy nhớ là chính chúng ta là người sẽ quyết định là lấp đầy tâm trí của mình bằng cái gì, bằng những cái suy nghĩ gì. Cho nên như vậy, bởi vì vậy cho nên là hãy chọn những suy nghĩ lành mạnh, những suy nghĩ vui vẻ, sweet talk. Ok, như vậy thì điều mình cần làm được ở đây là gì, đó là không cần phải quá đặt nặng vấn đề phát triển này, không cần phải gọi là nghĩ rất cái gì mà có cái chiến lược quá hoành tráng để mà phát triển Blue Moon. Sau đó tức là giữ nó cái mức độ nhẹ nhàng, giữ nó cái mức độ độ thoải mái. Và đôi khi nếu mà mình đọc được những cái bình luận, thật ra cái đó có, nhưng mà các bạn xem bình luận dưới kênh của mình thì đôi khi các bạn sẽ thấy có những cái bình luận nó rất là tiêu cực thật sự, và nó khiến mình cũng cảm thấy hơi bị khó chịu. Giống như có một lần mình đọc được một bình luận dưới cái trải bài mà mình cho các bạn chọn body mist, chai xịt thơm toàn thân á, thì dưới đó có những cái bình luận đại khái như là bạn làm trải bài hay là bạn bán nước hoa, trải bài của bạn dở quá vậy, bạn còn bán nước hoa nữa. Tức là mình biết các bạn có ác ý hay không thì mình không nói được, nhưng mà mình khó chịu khi đọc những cái đó. Nhưng mà sau đó thì mình bỏ qua, mình chỉ cười, mình chụp màn hình lại, mình gửi cho bạn mình xem, mình cười, tụi mình ngồi cười ha 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 với nhau rồi thôi ok. Và lần sau mình sẽ, nếu lần sau một cái trải bài thích hợp nào đó thì mình sẽ vẫn tiếp tục cho các bạn chọn nước hoa, cho các bạn chọn bông tai, nhẫn, vòng vàng, những thứ mà mình thích. Thì đó, nói chung là xem mọi thứ nhẹ nhàng lại, tại vì khi mà mình biết rõ là khi mà mình đưa kênh của mình ra public, ra công khai, thì sẽ có rất là nhiều ý kiến. Tất nhiên là không phải ý kiến nào cũng là khen, có những ý kiến khen, những ý kiến chê, có những ý kiến chê theo kiểu là muốn giúp kênh mình tốt hơn lên, nhưng mà cũng có những cái ý kiến chê theo đơn giản chỉ là người ta ác ý. Và mình nhận biết được điều đó, nhận biết được điều đó. Và cái lá băng xe này thì nhắc nhở mình nhớ là hãy nhìn về cái mặt tích cực của những cái lời bình luận, và những lúc mình nản lòng thì hãy vì những người đã hỗ trợ mình, vì cái lòng biết ơn này, biết ơn những bạn đã hỗ trợ mình, biết ơn những bạn đã dõi theo mình từ trước đến giờ, cho nên là tiếp tục cái hành trình này của mình, chứ không phải là vì những người ác ý mà lại ngưng cái hành trình này. Đó là cái nghĩa của last week talk, và đây là cái mà mình sẽ cần phải nỗ lực hơn. Như vậy thì một cái mình thấy được nữa là có thể là trong tương lai khi mà kênh của mình phát triển hơn nữa, thì tất nhiên là bên cạnh những người ủng hộ mình thì sẽ cũng có những người anti fan chẳng hạn như vậy, những bạn chống đối, những bạn sẽ có những cái bình luận khiến mình càng khó chịu hơn, là sẽ có càng nhiều bình luận khiến mình khó chịu hơn. Tại vì đơn giản là khi mà cái số lượng bình luận tăng lên thì cái số lượng bình luận tích cực tăng lên, bên cạnh đó bình luận tiêu cực cũng tăng lên, thì mình phải học cách deal được, đương đầu được với những cái sự tiêu cực đó, và đừng để những cái suy nghĩ tiêu cực đó bám rễ vào trong tâm trí của mình, bám rễ vào trong những cái trải bài của mình. Đó thì đó là những cái mình thấy được từ hai lá bài này, tạm gọi như vậy ha, về cái vấn đề phát triển kênh Blue Moon Tarot. Và đây cũng là cái cách mà mình sử dụng bộ bài này. Còn một cách đơn giản hơn đó là mỗi ngày rút một lá bài và chiêm nghiệm. Cái bước chiêm nghiệm là bước cực kỳ quan trọng, cho dù bạn bạn sử dụng bất kỳ bộ bài nào thì đừng bao giờ bỏ qua cái bước chiêm nghiệm về ý nghĩa của những lá bài. Ok, thì đó đó là một vài cái giới thiệu nhận định của mình về bộ bài này. À, cho các bạn xem cái tờ này, cái nãy mình cho các bạn xem chưa, thì đây là đây ý nghĩa ngắn gọn. Và thật ra thì cái này nó cũng đã nằm trên cái lá bài rồi, cho nên là các bạn giữ chơi cho vui thôi, chứ các bạn cần lá bài là được. Và để đọc tốt những cái lá bài dạng như này á, thì thật sự là các bạn cần có kinh nghiệm. Mình vẫn phải nhắc lại là về về kinh nghiệm, cũng như là kinh nghiệm sống, quan trọng là kinh nghiệm sống, và cả kinh nghiệm đọc bài, kinh nghiệm kết nối những lá bài với nhau. Tại sao các bạn cần kinh nghiệm sống? Tại vì nếu mà các bạn không có đủ, tức là nếu mà một 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 reader không có đủ trải nghiệm sống á, thì đôi khi họ sẽ đọc được những cái họ vẫn đọc được cái ý nghĩa của lá bài, nhưng mà đó chỉ là những cái ý nghĩa cơ bản và
nó sẽ không đủ độ sâu. Mình nghĩ là khi mà các bạn nghe người ta đọc bài, các bạn sẽ nhận ra được ai là một reader mà có kinh nghiệm, có trải nghiệm sống, và ai là một reader mà còn non tay. Thì mình không nói về chuyện đúng hay sai, mình chỉ đang nói về cái độ sâu của thông điệp. Thì đối với bộ bài này, mình đánh giá là một bộ bài tuy dễ mà khó. Dễ là vì thông điệp nó đã có sẵn trên lá bài, nhưng mà khó là để thực sự đào sâu được cái thông điệp này thì người đọc lá bài này phải có trải nghiệm, và trải nghiệm kinh nghiệm là cái mà các bạn phải tự mình tích lũy này, không có con đường tắt cho bộ bài này. Cho nên là những bạn nào mà thích cái phong cách Victoria, các bạn nào thích phong cách những loài hoa như thế này thì cứ việc mua bộ bài này về. Như mình nói, các bạn không cần là phải là một tarot reader để mà xài bộ bài này. Bộ bài này hoàn toàn có thể là một bộ gọi là những lá bài truyền cảm hứng mỗi ngày, và các bạn cứ chiêm nghiệm thôi. Các bạn rút một lá bài ra rồi các bạn xem cái ý nghĩa của nó, rồi sau khi mà buổi sáng các bạn rút lá bài ra đúng không, rồi sau đó các bạn trải một ngày dài, và cuối ngày các bạn ngồi chiêm nghiệm lại xem là những gì các bạn đã trải qua trong ngày với cái ý nghĩa của lá bài này nó có cái sự kết nối gì với nhau. Thì đó là một trong những cách mà các bạn có thể tập để mà kết nối tốt hơn với các bộ bài của mình. Còn về bộ này thì thật ra là mình không thấy có gì để chê, tại vì mình hoàn toàn hài lòng về bộ bài này, từ cái chất giấy, chất lượng giấy, chất lượng in cho đến ý nghĩa hình ảnh. Mình có đọc review trước khi làm cái video này, mình có đọc review của một số reader trên mạng, thì một số người đó họ có nói là một cái khuyết điểm của bộ này là nó không có cái original art, tức là nó không có, là những cái hình ảnh trong này là những cái hình ảnh rất là đơn giản của loại hoa, nó không phải là cái hình ảnh mà có thể giúp các bạn khơi gợi ra một cái gì đó. Như là ví dụ là những cái bộ bài Oracle khác thì trong cái hình ảnh nó sẽ có nhiều chi tiết giúp các bạn, lúc này các bạn nhìn vào chi tiết này các bạn thấy một cái câu chuyện này, lúc khác các bạn nhìn vào cũng lá bài đó một cái chi tiết khác bạn nhìn thấy câu chuyện khác. Nhưng mà là cái bộ này thì không phải như vậy, bộ này nó chỉ đơn giản là hình ảnh cái loài hoa và nó cố định như vậy, các bạn nhìn như thế nào đi nữa thì nó sẽ vẫn chỉ là một cái đóa hoa, một cái cây hoa như vậy. Cho nên là cái phần mà tưởng tượng, cái phần mà trực giác đó, nó sẽ nằm trong cái câu phần câu chữ. Và đó là một trong những cái khó của bộ bài này. Và tất nhiên là các bạn phải hiểu được tiếng Anh. Nó là cái điều rất quan trọng khi các bạn muốn làm reader và muốn sử dụng tốt bộ bài này, thì phải hiểu được tiếng Anh, hiểu được ý nghĩa ở đây. Không chỉ là ý nghĩa trên mặt chữ đâu, mà còn ý nghĩa đằng sau những cái câu chữ nữa. Ok, thì đó là một vài cái review của mình, hay giới thiệu của mình về bộ bài này. Nếu mà các bạn có câu hỏi hay là thắc mắc gì về bộ bài này, cách đọc bộ bài này, thì các bạn có thể để dưới phần comment, mình sẽ cố gắng trả lời. Mình ít khi nào có thời gian trả lời hết comment, nhưng mà với những cái video review như thế này thì mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn. Tại vì mình không biết là các bạn còn muốn biết cái khía cạnh nào về bộ bài này nữa hay không, nhưng mà nói chung là hãy tập chiêm nghiệm và đọc sách hướng dẫn, học cách kết nối với bộ bài, kết nối ý nghĩa của lá bài với những cái trải nghiệm thực tế trong cuộc sống của mình, thì như vậy nó sẽ giúp các bạn dễ đọc bộ bài này hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video review này, và mình hy vọng là những review này sẽ có ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Blue Moon Tarot, và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha. Bye bye.